vào để thắp hương làm lễ cũng như làm lễ truy điệu để đưa cụ Nguyễn Kiên Cường về nơi an nghỉ cuối cùng. Đến giờ làm lễ truy điệu và an táng cho cụ Nguyễn Kiên Cường, ban tổ chức lễ tang trân trọng kính mời gia đình, con cháu cùng tập thể và mọi người ổn định để tổ chức lễ tang cho cụ. Trân trọng kính mời dâng lễ. Trân trọng kính mời một vị đại diện cho nhân dân và cán bộ lên thắp một tuần nhang cho cụ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Lễ truy điệu và an táng cụ Nguyễn Kiên Cường. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Kiên Cường, kính thưa quý khách xa gần, kính thưa toàn thể nhân dân, kính thưa hai giới các cụ, kính thưa ban lễ tang, kính thưa gia tang, ban văn hóa tổ dân phố Bắc Nam vô cùng xúc động, thương tiếc nhận được tin báo của anh Nguyễn Mạnh Hùng là con trai trưởng của cụ, cho biết có bố là cụ Nguyễn Kiên Cường, sinh ngày 28 tháng 8 năm 1944, quê quán xã Tân Đức, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây, nay là phường Minh Đông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở hiện nay ở tổ dân phố Bắc Nam, phường Đồng Tiến. Thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, sau một thời gian lâm bệnh, đã được gia đình, vợ con, anh em chăm sóc, ân cần, đưa đi các bệnh viện cao cấp của nhà nước, tìm thầy thuốc giỏi để cứu chữa. Song do tuổi cao, sức yếu, cộng với căn bệnh hiểm nghèo, cụ đã không qua được. Từ trần hồi 11 giờ 5 phút ngày mùng 2 tháng 11 năm 2022, tức là ngày mùng 9 tháng 10 năm Nhâm Dần, cụ hưởng thọ 79 tuổi. Hôm nay ngày mùng 4 tháng 11 năm 2022, tại gia tang ban văn hóa tổ dân phố Bắc Nam cùng gia đình, anh em, con cháu và nhân dân ba tổ dân phố miền Đại Kim long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng cho cụ, sau đó đưa linh cữu cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, được mồ yên mã đẹp. Để tỏ lòng thương tiếc cụ, tôi đề nghị mọi người và nhân dân để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời cụ Nguyễn Tiến Đạt, hội trưởng người cao tuổi, lên đọc lời yếu. Trân trọng kính mời cụ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc.
Tiểu sử và lời điếu. Đồng Tiến ngày 4 tháng 11 năm 1922. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Kiên Cường, kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa hai giới các cụ cùng các vị quan khách nội ngoại gần xa, các gia đình thông gia, thân bằng bạn hữu, kính thưa gia đình tang chủ, ban chấp hành hội người cao tuổi và các ban ngành đoàn thể tổ dân phố Bắc Nam, vô cùng xúc động thương tiếc khi nhận được tin báo của trưởng Nam Nguyễn Văn Hùng, có bố là cụ Nguyễn Kiên Cường, là hội viên người cao tuổi Việt Nam đang sinh hoạt tại chi hội người cao tuổi tổ dân phố Bắc Nam, phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đã đột ngột ra đi về với tiên tổ do tuổi cao bệnh nặng, sức khỏe suy kiệt, mặc dù luôn được các con cháu anh em nội ngoại ân cần tận tình chăm sóc chu đáo và sự động viên của các ban ngành đoàn thể và bà con nối xóm, đặc biệt được gia đình đưa đi các bệnh viện lớn với các trang thiết bị thuốc men tốt nhất để cứu chữa cho cụ, nhưng vì tuổi cao sức yếu, cụ đã không qua khỏi từ trần vào hồi 11 giờ. Ngày 2 tháng 11 năm 2022, tức là ngày 9 tháng 10 nhâm dần hưởng thọ 79 tuổi, kính thưa các vị quan khách cùng toàn thể nhân dân, cụ Nguyễn Kiên Cường sinh ngày 28 tháng 8 năm 1944 tại Ba Vì, Hà Nội, nay là Việt Trì, Phú Thọ. Hiện trú tại tổ dân phố Bắc Nam, phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông thôn có nề nếp, gia phong. Lúc còn nhỏ, cụ được gia đình nuôi dưỡng cho ăn học. Cụ siêng năng tranh thủ ngoài giờ, cụ còn phụ giúp việc cho gia đình để gia đình có cuộc sống ấm no. Là con ngoan của gia đình, trò giỏi của nhà trường, lớn lên cụ là thanh niên yêu nước trong phong trào thanh niên tự nguyện xây dựng giao thông thủy lợi. Năm 1964, cụ thoát ly đi làm công nhân giao thông đường sắt tuyến Hà Thái. Năm 1965, cụ về cung đường ga Phổ Yên làm công nhân cung đường. Năm 1970, cụ làm cung trưởng hơn 20 năm đến 2002, cụ được tặng một huy chương kháng chiến hạng nhất và 12 bằng khen, nhiều giấy khen, là chiến sĩ giao thông kiên cường dũng cảm, góp phần cho bánh con tàu quay, nối tình cảm hai miền Nam Bắc, người để người thân về với người thương. Cụ nghỉ hưu 2002, về với đời thường sau hơn 30 năm cống hiến cho sự nghiệp giao thông vận tải, cho huyết mạch giao thông, cho tuyển, cho hậu phương lớn đối với tuyển tuyến lớn. Cụ là hội viên người cao tuổi, tuổi cao gương sáng, là người láng giềng chân thành đáng kính, người công dân của đời thường mẫu mực gần gũi thủy chung với bà con nối xóm. Luôn cho nhau tiếng hát nụ cười. Năm 1967, cụ chọn để gắn bó với quê hương Phổ Yên, cụ đã xây dựng cùng cụ bà Nguyễn Thị Thu, quê tổ dân phố Bắc Nam, phường Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Hai cụ có 10 người con trai, gái, dâu rể, cụ có 9 cháu. Học giỏi, trò ngoan. Cụ, các con cháu cụ đều trưởng thành, yên bề gia thế, thành đạt trong cuộc sống, có cửa cao nhà rộng, của ăn của để, nhà lầu xe hơi, con cháu đòi hòe, có người là thanh, là doanh nhân thành đạt, cán bộ công nhân viên, giáo viên, cùng xây dựng và xây dựng đất nước giàu đẹp. Kính thưa hương hồn cụ, kính thưa toàn thể nhân dân cùng gia tang, trong giờ phút đau thương mất mát vô hạn này, chúng tôi cùng các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương tổ dân phố Bắc Nam và nhân dân ba tổ dân phố đại ga Vinh Sương về đây long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng cho cụ. Đứng trước linh sàng cụ, xin kính cẩn nghiêng mình dâng vòng hoa tươi, thắp ba nén tâm nhang cùng lễ bạch tâm thành,
kính viếng hương hồn cụ và xin chia sẻ sâu sắc nỗi đau thương mất mát to lớn này đối với gia tang, anh em con cháu nội ngoại. Song sinh lão mệnh tử âu cũng là quy luật chớ trêu của tạo hóa, không thể khác được. Mong gia đình, anh em, con cháu nén đau thương thành hành động thực tế, cùng các ban ngành, đoàn thể, nhân dân địa phương no tang lễ thật long trọng, chú đáo cho cụ được mồ yên mả đẹp. Gia đình, anh em, con cháu sớm ổn định cuộc sống, thực hiện tốt lối sống văn hóa của tổ dân phố và hương ước, quy ước của địa phương. Một lần sau cuối, xin kính chúc hương hồn cụ được siêu thoát về nơi phần mộ cùng tiên tổ, nơi vĩnh hằng yên giấc ngủ ngàn thu vĩnh biệt. Xin vĩnh biệt cụ. Trong giờ phút đau thương chia ly cách biệt âm dương đôi ngả này, đề nghị mọi người trong buổi tang lễ hôm nay dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Thôi, tiếp theo trân trọng ý kiến đáp từ của gia đình. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa toàn thể các đồng chí cấp ủy chi bộ đảng, trưởng phó thôn tổ dân phố, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, chi hội người cao tuổi, hội Thái Vãi Chư Già, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, thành viên ban công tác mặt trận, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, nhân dân, tổ dân phố Bắc Nam, kính thưa toàn thể các vị khách hiếu, thưa toàn thể lễ tang, được sự ủy nhiệm của bà quả phụ Nguyễn Thị Thu, trưởng nam Nguyễn Mạnh Hùng, thay mặt gia tộc họ Nguyễn, cụ Nguyễn Kiên Cường được sinh ra và lớn lên tại xã Tân Đức, huyện Quảng Oai, tỉnh Hà Tây, hộ khẩu thường trú tổ dân phố Bắc Nam, phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Thưa ban tang lễ, trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong giai đoạn gay go ác liệt, đế quốc Mỹ tăng cường đánh phá miền Bắc, thì cũng là lúc cụ Nguyễn Kiên Cường tạm gác mọi nguyện vọng ước mơ, tạm biệt quê hương, tham gia vào lực lượng công nhân phục vụ tại cung đường Phổ Yên, Thái Nguyên. Suốt chiều dài phục vụ tại cung đường Phổ Yên, từ lúc mái đầu còn xanh đến khi đã điểm bạc mái đầu, cụ đã hoàn thành nhiệm vụ, đã được nghỉ hưu theo chế độ, cùng gia đình ở lại sinh sống tại gia đình, tại tổ dân phố Bắc Nam, phường Đồng Tiến cho đến ngày nay. Trải qua mấy chục năm công tác tại cung đường Phổ Yên, thì cũng là lúc thời gian suốt cuộc đời cụ gắn bó với nhân dân xóm Đại Kim, nay là tổ dân phố Bắc Nam, cụ đã được các cụ, các ông, các bà yêu thương, chở che, giúp đỡ cụ, và cụ đã xây dựng hạnh phúc gia đình, hạnh phúc tổ ấm gia đình tại xóm Đại Kim. Cuộc sống gia đình cụ biết bao khó khăn vất vả của một công nhân ngành đường sắt lại sống xa quê, nhưng gia đình cụ đã thực sự yêu thương, chở che, đùm bọc, đặc biệt là gia đình bên ngoại, cùng toàn thể các tổ chức chính quyền địa phương, cùng các cụ, các ông, các bà, nhân dân, bè bạn xóm Đại Kim, xã Đồng Tiến. Cuộc sống gia đình cụ ngày càng được đổi thay và ổn định. Các con trai gái, rể dâu, cháu nội ngoại trưởng thành, khôn lớn đủ đầy. Cuộc sống gia đình đang đêm vui âm ả, thì có ngờ đâu cụ được nhận được hung tin mắc căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù cụ đã được con, cháu, họ hàng hết lòng chạy chữa, phụng dưỡng, dân làng, bạn bè thăm hỏi, động viên, nhưng vì tuổi cao mệnh trọng, cụ đã chút hơi thở cuối cùng xa rời dương thế, về với tổ tiên,
về cõi vĩnh hằng. Cụ Cường ơi, giờ đây cấp ủy chi bộ đảng, chính quyền địa phương cùng toàn thể nhân dân trong tổ dân phố có nén hương thơm, có vòng hoa tươi thắm để kính viếng hương hồn cụ. Thế là cụ ơi, chỉ còn ít phút nữa thôi, cụ đã vĩnh biệt dân làng, bà con lối xóm, gia đình họ tộc. Tình đời đứt đoạn, nỗi đau khôn cùng, rồi dân làng đưa tiễn cụ về chốn Cửu Tuyền để vui với sáng sớm mơ chiều, vui với cảnh bồng lai thiên cảnh. Trong nỗi niềm tiếc thương vô hạn, gia đình chúng tôi lại nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí đại diện cho đảng, chính quyền cùng các cụ, các ông, các bà, nhân dân, lối xóm và các vị khách hiếu. Đây là món quà vô giá, là niềm động viên chia sẻ lớn lao đối với gia đình, gia tộc, họ Nguyễn chúng tôi để sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát vô cùng lớn lao này. Thay mặt cho gia tộc, xin được chân thành cảm ơn, cảm tạ và lòng biết ơn sâu sắc tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, các đoàn thể, các cụ, các ông, các bà, các vị khách hiếu. Thưa toàn thể gia tang, trong lúc gia tang bối rối, gia đình chúng tôi chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót và khiếm khuyết. Vậy kính mong toàn thể các cụ, các ông, các bà, các vị khách hiếu được lượng thứ. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, được sự nhất trí của lãnh đạo tổ dân phố, thời gian tổ chức buổi an táng cho cụ Nguyễn Cương Cường chúng tôi dự kiến như sau. Sau buổi tổ chức lễ truy điệu xong, gia đình sẽ tổ chức đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, tổ chức hỏa táng tại đài Hóa Thân Hoàn Vũ, tỉnh Thái Nguyên. Dự kiến khoảng 11 giờ 15 phút tổ chức lễ an táng cho cụ tại nghĩa trang theo phong tục theo phong tục tập quán của địa phương. Vậy thay mặt gia đình xin trân trọng kính mời toàn thể các cụ, các ông, các bà, nhân dân và con lối xóm, các vị khách hiếu có mặt tại nghĩa trang của địa phương làm thủ tục an táng cho cụ Nguyễn Kiên Cường. Sau khi lễ an táng xong, mổ yên mà đẹp, gia đình chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể các cụ, các ông, các bà, các vị khách hiếu chiếu cố trở lại gia đình chúng tôi dự bữa cơm chia buồn cùng gia quyến. Kính thưa toàn thể các cụ, các vị ông, các bà, các vị khách hiếu, thôi thì đã thương thì thương đến gia đình chúng tôi cho chót. Gia đình chúng tôi rất cảm động, mong muốn các được đón tiếp các cụ, các ông, các bà. Xin các cụ chiếu cố cho. Một lần nữa, gia đình chúng tôi vô cùng biết cảm tạ, biết ơn sâu sắc, xin chân thành cảm tạ. Phần truy điệu và an táng cho cụ tiếp theo, xin trân trọng kính mời anh em đô tùy và con cháu làm thủ tục cho cụ để đưa cụ ra xe sang phần an táng. Xin mời toàn thể anh em đô tùy, con cháu chuyển